Ơi, điều này chào mấy bác nhá. Một bộ khoan hộ mấy bác về xài hết đời mấy bác luôn. Có thể đến đời con cháu mấy bác xài luôn. Lý do gì? Lý do là nó xài nhất cầu luôn. Một bộ khoan hộ. Và cái hộp số này, mấy bác coi này. Nó bự chà bá luôn, ốc này. Thấy không? Ốc viền này. Có cái này để mà khóa cả cái này luôn này. Cái nhốt này này thả xuống đây là nó khóa cái trục này lại đó, rất cái cạch khóa lại luôn, nhấc lên như này là để mình xài đấy, chưa đấy, còn đưa xuống dày này mấy bác coi này, xoay vắt à, nó khóa cái cặp đấy này, rất là hay, tuyệt vời luôn mấy bác thấy chưa. Ốc ếch này bảy màu, và những con này mấy bác xài hết đời mấy bác luôn, nói thiệt. Cái bộ hộp số này mấy bác xài hết đời luôn, không bao giờ hư. Mấy bác nhìn thấy đồ của nó làm dã man không? Đồ Nhật bãi bên em về. Và em nói thì nhiều khi mấy bác cũng tin những cái mấy khoan hố này đồ Nhật nó đắt lắm. Thiệt sự. Em bán bởi vì nó nằm ở đây cũng khá lâu rồi. Em bán ngang với cái giá em lấy vô thôi, không có cao đâu. Bởi vì em đang muốn bán xả bớt nó đi cho nó xong. Đấy. Hồi giờ bên em về bộ khoan hố thì bộ này là đẹp nhất. Đó. Bộ này là đẹp nhất trong các bộ mà nó về. Mấy bác nên nhớ vậy. Nhìn vô lăng nó nhìn dã man luôn. Thì đây là có máy khoan hố siêu VIP. Mấy bác tin em đi, mấy bác kiếm khắp nơi không có cái đầu khoan mà như thế này, mấy bác kiếm không có, chắc chắn luôn. Đây thương hiệu của nó là Mitsu nha. Đâu ta? Có một logo ở đây. À vừa rửa xong nha mấy bác nha. À, toàn chữ Nhật và OS 10A 475 đấy là số của nó, vừa rồi xong tức thì rồi. Ok, để em test. Mấy bác xài hết đời luôn á. Cái máy khoan hố á là nó đã cao rồi, mà đây là của Mitsu, đủ một thứ như vậy. Thì em nói để mấy bác nghe này, mấy bác chấp nhận không? Nói để em bán nha. Em bán cho mấy bác thậm chí rẻ hơn đồ tàu luôn. Thiệt mà. Mấy bác cứ cầm tiền đi, mấy bác ra gần đó, mấy bác mua một cái máy Oshima 2PS. Đó. Mấy bác mua hai cái máy Oshima 2PS là giờ nó nằm khoảng giá khoảng 4 triệu rưỡi tầm đó. Thấy chưa? Em bán rẻ hơn cái đó luôn. Rồi từ từ, nói phải có sách mà mách có chứng để em vô web cho mấy bác coi. Đây nghe mấy bác nha, nói là có sách mà mách có chứng. Đây mấy bác coi này. Mới là 2P đây này. 2P đây này. À, là 4 triệu 9. Thấy chưa? Đấy, Oshima 2PS đây cho mấy bác coi này. Đây 2PS đấy giờ 6.195.000. Vừa nãy em nói mấy bác em nói 4 triệu mấy, nhưng mấy bác thấy ngoài đời nó 6 triệu mấy lận. Thấy chưa? Thì em không có nói dối, thật sự là vậy. Thì nói chung là cái giá trên website nó đời vậy á, nhưng mà ngoài mấy bác mà liên hệ với những đại lý á, thì nó bán cho mấy bác khoảng 4 triệu 6 tầm 4 triệu rưỡi. Có nơi họ bán 4 triệu 3, 4 triệu 2 cũng có luôn nha. Nên là chú ý mấy bác nên mua đúng nơi, chứ không phải em đưa website đâu mà mấy bác mua đúng cái giá đó là chết luôn. Rồi. Thì em nói mấy bác nghe này, nhiều bác kêu em lôi thôi lên thiên nhiều, thì em cũng cho mấy bác coi giá sơ sơ những cái đồ tàu đó. Đồ tàu đó đều đồ tàu ngon đó. Oshima 2PS với 2P đó toàn đồ tàu, nói chung chạy ngon. Nhưng mà nó không thể ngon hơn con này được, đó là chắc luôn. Thì mấy bác hỏi em bán bộ này nguyên com lê như này giá bao nhiêu, thì em bán cho mấy bác giá đúng 3.700.000 nha. Rồi nổ lại để lên ga cho mấy bác nghe. Dây này chưa thu vô, chốc em làm lại. À thu rồi.
Em cho mấy bác coi giá coi đồ ấy, em không ngại đâu. Đồ tàu nó cao lắm chứ không phải như mấy bác nghĩ đâu. Đồ tàu mà đồ tàu xịn nó đắt lắm. Mày làm sao ăn nổi cái này? Mấy bác rẻ đi được nói chung khoảng 1,5 triệu mà được sở hữu cái ngon hơn. Đó là tùy ở mấy bác lựa chọn nha, chứ em không cần nói gì nhiều. Rồi ok, thì một lần nữa cảm ơn mọi người đã coi video. Thì em vừa cho mấy bác coi cho kỹ càng, được thì mấy bác ủng hộ thôi. Không cần điện thoại mặc cả đâu nha, được là em bán cho mấy bác thôi. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã coi video. 2PS, à quên, Mitsubishi T200. Nguyên công lên. Rồi kiếm không ra đâu, chắc luôn, mấy bác kiếm khắp nơi không có, chỉ có em có, hiếm lắm. Cái hộp số như kia thì chắc là không có đâu. Đầu máy thì nhiều, hộp số cũng có. Rồi ok.